Hello anh em. Thầy tăng một sao à? Không thích lắm nhưng mà thôi. Cha gì thì chơi đấy thôi. Tưởng khá là buồn cười ha. Con này chắc đi được nhưng mà trừ khi ra con khoa học nữa thì cũng ngon. Mình đang sắp có số rồi. Thế mình cũng chơi ít ít thôi, kiểu ngày 1-2 trận gì đấy mà. Sắp có đại số ấy, đang top 1.002. Đừng chơi 1.002 thì chắc trận này nếu mà lên top 4 thì lại có số lại. Nhưng mà tạm thời là vậy đã, mình sẽ gặp lại em sau trận thua đấy nhé. Bye bye. A few moments later. Hai anh em đây mình sau chuỗi thua và mình có mấy bạn vẫn đang khá là chuộng đánh, là cũng khá là chuộng đánh cung bởi vì mình có cái quyền trượng. Hiện giờ đang chuộng đánh cung. Nếu thêm con sáu thủ thì cũng ngon, là mình hết tiền. Nhưng mình phải lên 5 sớm, lên 6 sớm để còn lấy con Yon, các tranh cái Yon, các thứ của các bạn kia. Nhưng nếu mà mình muốn đánh cung bạn. Ngon. Một bạn nhá. Thôi là một bạn đã. Yon, 9 bạn. Hai đồ này cho con dọn khá là ngon đấy. Thực ra chơi cái này đi, hai này bỏ nhót lên luôn. Con thú này thì chắc lấy thánh đồ ngon hơn. Thương mà đáy bên này đúng không, sẽ chuyển sang góc bên này thôi. Đây mười sáu con dọn. Bác sĩ Tom. Một xoáy chết một người này. Một xoáy một người đấy, cũng ghê đấy anh em, không phải yếu đâu. Mặc dù là John 1. Các đồ đều xấu nhưng mà chắc mình lấy cái Choi đi. Khó quá, không biết lấy cái gì luôn. Sẽ cho ha tê choi thú với hai con thú này, ba con thú này. Đầu game mấy cái bạn thú này khá là tín. Cho bạn thú này vào một tí. Yon teo một thương bắt đáy bên này, đen lắm thì gặp thôi anh em ơi, không sao đâu, chắc là không sao đâu. Đen lắm thật này. Đèn thế là cùng em. Không sao. Đúng rồi, con Yon này khá gánh tim. Có quyền trượng Reha các thứ. Carry được. Sau lúc mà mình chưa có cung anh em ơi. Daniel. Cung nhá. Tại vì anh thú cũng được, hên xui. Thú nhỉ. Quái cung hơn anh em ơi, 4 cung rồi. Teo là thiếu con kia thôi. Thú cũng được nhưng bởi vì có choi đánh thú cũng tín. Có nghĩ nhỉ, lễ lên văn heo 2 khá là sớm. Bán đi cũng được thôi. Có gì. Cân nhắc cho anh em nhé. Tại nếu mà đánh thú thì cần thêm một vài đồ thủ nữa. Ôi mình Yon này. Anywho, tầm này cũng chưa đủ 6 cung nên là cũng chưa cần cho cung vào vội. Thú cũng đang tín hơn. Thì chỉ mình đập cái John 2 sớm luôn cũng được không nhỉ?
giữ chuỗi thắng nhỉ, chuỗi thắng 3. Ngắn thần. Thú không đây. Quyết tâm lên nào. Anh thú không? Thì thực ra có cho anh thú khá tiện. Xem ra đồ gì ấy nhá. Xem ra đồ gì. Nhưng mà ra giả 2 rồi ra Vera 2 nữa thì có khi đánh thú khá là chắc kèo đấy. Ra đây xấy nốt bạn này đi. Ok, Phoenix ăn thông tin này. Floor chắc rồi. Không cần floor nữa. Ai giời ơi. Thú đi. Thú đi nhỉ. Xem ra đồ gì nhá. Trận này thú khá ok. Thú đi. Quỵ. Đi ra. Để cho con nhỏ cũng được. Quên mất cho con ít được, quên mất ít vào cần gì ra tê kia đâu. Có thánh đồ phải ngon không? Thôi mày vẫn chơi thua. Ủa, lẽ là có thánh đồ ngon hơn. Lấy hai kết nhỉ? Ê mà đánh Yon rồi thì Yon thì mình chuộng con kia hơn. Fuck it. Mì 6 lên luôn nhé. Quan trọng là có dây Yon không nhỉ? 14 con Yon, khá nhiều Yon đấy. Chơi Yon được. Mình muốn chơi không? Phoenix 2 không? Phoenix 2 không cần thiết lắm. Hai Yon à, hai Yon 1.
universe unfolds around me. Cánh đồ cũng khá tím, không muốn thay. Lên đi, sợ khoái thì không lên. Tầm máu này hơi yếu mà mình nghĩ là chơi được. Hên xui, floor bắn ngang. Chết một con Yon của mình, nhưng mình còn Yon nữa. Giá ulti đẹp được không? Ulti hơi xấu. Vera carry được không? Vera carry được không? Carry được rồi. Đeo cái sách thánh vẫn đau quá. Mất cái chuỗi thắng rồi, tiếc quá. Crazy tèo. Giờ mới lên giá 2. It's time for thrust only strength. Yon thì vẫn Yon một, buồn cười ghê. Thế mà cho ban đùm mà quá thì không biết. Mình có Yon 2 nhỉ? 2 yên tâm. Trông cũng hơi không yên tâm lắm nhỉ? Nhưng Prissy 1. Theo 1, Yon 10 con. Trông cũng chả gì yên tâm cả nhưng mà mỗi một thương bên kia rồi mà. Tự pin đi. Pin cho chúng nó một tí đi. Giá công ty khá đau này. Chỉ cần mũi giá ở Yon cũng carry được lên 9 ấy chứ nhỉ. Quái con gì đấy nhỉ? Oh, Yon ma tập thôi xong rồi anh em ơi. Mặc dù đồ này cũng ngon đấy nhưng mà anh nhắc em. Anh nhắc em. Chưa được bỏ Vera đi hơi tiếc. À, Vera đang ngon. Anh nhắc em. À, lúc kể một phát không em? Một phát thôi cũng được. Nhập một phát rồi. Anh nhắc em. Mà lâu hai, mày quá. Mình tưởng quả đấy mình sẽ mua nhầm con kia anh em. Con kia hơi lú. Mua cái con gì hơi lú. Mà lâu hai rồi thì cho nó tí đồ đi. The world is ending. I wanna be next to you. Cát đấy trông sợ thế. Cát đứng góc đẹp này. Nhưng mà Teo bắn ulti vào thẳng mặt Malok mình rồi. Cho một con gì đứng cạnh Malok mình nữa anh em ơi. Cho nó đỡ bắn lên thẳng mặt mình. Nó cứ bắn vào mặt mình ấy. Nhiều ghét thế ở con già ulti đâu. Nhảy nốt pha cuối. Chém. Teo bắn đau quá anh em ơi. Teo 2 bắn đau quá. Sách thánh các thứ. Lên luôn được nhỉ. Luôn cho nó thú vị sôi động đi.
Anh nhắc em cho một con này vào đây nhé, cho nó dính đam con này nhé, con này carry đam ở đây nhé, hai con này hai góc này đi cho nó đỡ lập. Nhiều na cót không, ít na cót nhỉ, con yon ở giữa không? Do đang có đồ thủ à? Chắc là phải roll hơi sớm tiền. Chậm chút vội gì đâu. Bây giờ mình check nhé. Thứ nhất là con teo này bắn thẳng này. Khá là... Đây mình để này. Hai con này bắn thẳng vào góc, hai góc này thôi. Xong rồi con này, nhưng mà con này bị một cái là có con cót nó xuống, nó hơi làm phiền mình tí. Mình có một cái gai A, một cái đồ thủ thì nó tín tín hơn. Hai na cót, ba na cót, bốn, ba na cót này làm phiền mình á. Để giữa cũng được nhưng mà... Chết rồi, không giết được mấy con quái này thì buồn cười đấy. Vút hung tàn. Ai... Ê, thêm được con ấy không? Quy. Nhưng mà mình cần con ấy cơ. Sephira cơ. Trôn rồi. Hóa lại liền. Trông này hơi buồn cười lắm. Đến trước đi. Giòn giòn ăn choáng nữa thì chịu. Nó đã mỏng dính rồi lại còn bắt nó ăn choáng nữa. Ui sổ ơi, nhảy phát chết hết luôn. Đau thật đấy. Khóa lại con kia rồi đúng không? Khóa lại phát đi. Tập. Để cái này thì con Yon này mình hơi lẻ loi ở giữa thôi. Vấn đề là con Yon hơi lẻ loi ở giữa thôi. Trong lúc mình đang chưa có xếp được tướng. Thiếu một tướng, mình thiếu một con quy nữa. Con quy nữa thì mình sẽ yên tâm hơn. Đại pháp sư cho con crack nó nộ luôn. Đấm vào mồm mấy con kia, hê hê hê. Mình con quy định lên luôn cũng không có con Sephira. Phát roll không có gì. Cái bọc xứ Mandu mà đi nhỉ, cho một con cát mà nữa nhỉ. Mà lốc quét nộ luôn đúng không, quy đấm này. Thương bắt đầu, thương bắt đáy này đúng không, keo bắn thẳng đây đúng không, keo bắn thẳng đây con ma lốc nó nộ luôn. Đó con Nakot này xuống hơi làm phiền cho mình thôi. Tôi chấp nhận mất con Nakot vậy nhưng mà có thêm con quy rồi thêm thêm muốn quy là ngon thôi. Đấm lên bạn đi quy. Cần con nghị viện quá. Nghị viện. Còn thấy đáng sao nữa này. Sao lên Maloc 3 được. Maloc 3 nữa, Maloc 3 đổ khá tín. Ô thôi có lên Maloc 3 chữa nhé. Ê có quy 3 nữa cũng khá tín. Con quy này phải đi trước rồi anh em, con quy này phải tính sau nhá, tí nữa nhá. Tí nữa mình cho con quy vào sau nhá. Thương, rồng này, quy này, thương đáy bên kia, nó có. Thôi để góc đi, thôi để góc thôi nhá. Nhưng mà con này bắn vào đây nhỉ. Để góc lại gặp đúng các bạn teo lại bắn thẳng mặt mình không? À không, bạn teo bắn ngang. Quét nộ. Quét nộ nữa. Hai con quy này, quét nộ này, tanh đam được này, ma lốc tanh đam được này,
con cát cảng con ma thên này. Ui trận này hoàn hảo đấy, con thên nó bổ hơi nhiều nha. Hai con quy kia không lấy được nhỉ, không lên quy 3 đâu anh em ơi, chờ thêm con Sephira thôi, nhảy lên thêm con quy. Giò này hơi mỏng, giò này sống bằng chắc bằng niềm tin và hy vọng thôi, niềm tin và hy vọng nó chỉ lối đâu thì sống ở đấy thôi. Quy giò này sẽ sấy đâu nhỉ, giò này sẽ sấy thẳng mặt con crab này không? Teo bắn chéo à? Rồi quét ở giữa đi. Ok khá tín. Các bên này đi. Uống cả thêm em ơi. Ôi ăn choáng rồi. Uống cả thêm rồi. Chôn quả đẹp này. Ôi tội con cát mình chết xử mất. Và lúc mình carry nào. Carry em ấy. Mỗi từng này thằng thôi không nhảy nữa thì thôi đấy. Đúng không nhỉ? Hai thằng này. Cái từng này thằng mà không nhảy được nữa thì thôi đấy. Ok nhảy đi em đừng em đứng em đánh thường làm gì. Nhảy đi em không nhảy, dancing mà em là dancer mà. Em này buồn cười rồi đấy. Đây rồi, có em khác rồi, thay thế liền. Em hết tiền rồi. Em này buồn cười thật đấy. Em đánh giá em hơi buồn cười nhá. Cứ đi vào đi. Quy một đấm luôn nhỉ? Cho quy đấm luôn. Trong ngọc đại quy cho quy đấm luôn. Red nổ luôn cũng ngon. Quy cầm quyền trượng Reha đấm luôn. Do này không có đồ thủ. Nó thêm sát tướng thì tìm thêm cái con quái gì nhỉ? Có thêm sát tướng thì bán hai sai này lấy tiền. À, tiền làm quái gì đâu, à tiền con cát hai nữa. Sách thánh chưa có này. Hay quá, gặp bạn thêm kia mình con Yon mình không sống được. Thôi bán này đi lấy tiền đi. Bao nhiêu công sức mà dùng nó kệ bán hết đi. Ta lấy con cát hai thôi. Justice reigns supreme. Don't worry, I won't bite. Justice reigns supreme. The sun shall vanquish. Don't worry. The sun shall vanquish darkness. Justice. Don't worry. Không ai có thương à? Oh. The sun shall vanquish darkness. The sun. Không ai có thương, không ai bảo mình vậy. Mình phải bảo mình nếu bạn có thương chứ. Mình cần chơi game chứ. Con cát thì không có sách thánh, tanh hơi yếu. Mà có quy có hai này thì chắc con cát này làm cảnh thôi. Úi ơi đứng yên. Mình cố gắng có một con cát 2 với sách thánh là sẽ yên tâm hơn anh em. Chưa yên tâm lắm đâu. Bạn gặp bạn táo này ăn đi đúng không? Sách thánh nhỉ, lấy sách thánh đi. Táo này ăn đi, gặp bạn xa xa thì lấy mình choi đi. Ai choi đi. Ai lấy cái này nhỉ, bạn thần đi. Con cát, không có, con cát. Phi cầm này, thần cầm này. Bây giờ bạn gặp bạn xa xa đúng không, xa xa là con cát mình phải teo bắn chéo à. Teo bắn chéo góc này à. Thích nhờ. Này thôi. Theo bắn chéo thì hiện nay chơi kiểu này rồi. Bình quy ra đây. Nộ phát này. Yon bắn thẳng này. Một con thê nữa này. Mày thên này. Thên là được. Theo bắn chéo không sợ đâu anh em. Còn này bắn thẳng. Con cắt hai xa thì sao, xa thì thua rồi. Bây giờ mình gặp bạn cháu này ăn đi nữa thôi. Ok bạn cháu này ăn đi chơi kiểu gì đây.
chơi trò gì với mình đấy. Chịu anh em ơi. Ngon cát. Đẩy thẳng mặt con cát thôi. Đẩy thẳng mặt con cát này đi. À, con rồng bạn ấy thổi đâu? Rồng nó có à? Rồng thổi thẳng đúng không? Rồng thổi thẳng sẽ vào đây. Đúng không? Rồng thổi thẳng vào đây, cho con này vào đây đi. Này đây, 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 đây. Mà lốc thì đứng chéo góc này, đổi đầy nhảy những góc này. Góc này đi. Tầm này khá này. Sát thủ mình mà đẩy xa hơn nữa thì... Xa nữa đi. Cát thống khổ hơi đau anh em ơi. Nhưng mà thấy được con cát rồi này. Ê, không chết được con cát nè. Choáng. Ui, thánh đồ đi, choáng đi. Chứ hồn gì ông nhở? Sao giết được con cát này bây giờ? Dở rồi anh em ơi, làm sao bây giờ này phải đứng gần một ô vậy. Sát thủ vẫn đi đến góc này thôi. Chi hồn gì không nhỉ, không có chi hồn gì. Crest nộ cũng không nộ được bên này, cho Crest sang bên này đi. Mà lốc đứng giữa giữa một chút đi. Sát sát đây đi, không, đứng giữa giữa một chút cho mà lốc ngon cắt kia đơn kia nữa nhỉ. Rồng rồi chéo Crest nộ này. Nhảy đây sát thủ chết sớm. Mà lốc nhảy giữa đi. Ui sao nó chui vào góc này sâu vậy? Ơi! Quỷ! Mày! Đấm! Đấm! Đấm nó! Đúng rồi! Chưa thua được anh em ơi! Giờ đang chờ một con vót cát nhá! Chưa thể nào thua được đâu! Nhưng kia đang chờ con gì nhỉ? Kia đang chờ con gì đấy? Nacot 3! Ừ, mình lấy, thấy Nacot thì mình lấy vậy! Quái gì? Cái con này không cần con này cho con này. Cọc đại cho quy cũng được anh em ơi. Mà thực ra không cần cho con Crest nó nộ nữa. Crest mình nộ sớm. Yon này hay cho Yon nhỉ? Yon tanh lên một chút. Chết rồi, đừng đừng chôn bạn ơi. Khéo 30 máu con vòng 30 là đấm hết. Ôi, con chôn nữa bạn ơi. Chôn. Đừng chôn Việt Nam thế. Ê, đâu đóng phải đánh đến vòng 30 anh em ơi. Trận này solo lâu rồi đấy. Kèo lại lâu thật đấy. Trận lên lên một top 1000 một số quá khác. Mà nó cũng không cho mình có con cát nào thì đúng là đấm vào mồm đấy. Con cát. Trời ơi, không có con cát rồi. Sách thánh em ơi cần. Chắc là mình lấy cái choi nhỉ? Chắc là lấy cái choi thôi. Cơ hội nào. Choi. Cho con quy đấm nữa. Bạn này sẽ cho rồng. Ôi, bạn này có thương rồi, đấm vào mồm mình rồi. Kiểu gì bạn cũng có say răng bắt cho mình anh em ơi. Thương đổi thẳng thôi à? Ô thương thử thẳng cái này sao bạn này đánh hiền đấy nhở? Này đánh bị hiền quá ấy. Không được, các bạn đánh hiền thế. Thương thử thẳng sao mà ăn được mình ta? Ăn được mình không? Thương thổi đấy sao mà bắt được? Phải thương nó phải thổi bắt được con Yon mình chứ. Bắt được con Yon mình thì mình mới phải qua đấy mình chạy. Chứ đánh này sao đánh được? Yon mình cứ choáng con cát đằng kia làm sao mà dám chơi được. Thôi anh em ơi, video mình đây kết thúc rồi. Em thích kêu chuyện hãy like, subscribe. Hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau. Nhờ lên lại cục đây lại 1000 hay sao ấy. Đúng lắm không chơi. À, đây là 9547 rồi. Thôi anh em ơi, bye bye.